Các bạn ơi, thơm quá các bạn. Phải nói là đây là cái dòng mà ai cũng thích chơi và bất cứ người chơi lan nào cũng yêu thích, đó là vũ nữ Barbie. Đây là một cây vũ nữ Barbie chỗ qua ở vườn mình. Từ nãy giờ mình đứng mình quay mấy cái phân bón này nè, nó thơm quá. Nên mình phải có trách nhiệm để quay một cái cây thơm như vậy để giới thiệu các bạn. Nó đứng từ nãy giờ cái mùi thơm nó rất là dễ chịu các bạn. Thì đây là một cây vũ nữ Barbie mà bông màu đỏ mới của Thái. Thì cái loại này lá nó ngắn vậy thôi, nó gọn vậy nè. Đó. Hai nhỏ nhỏ vậy mà hai giò bông nè, bên đây nó chuẩn bị nở nữa nè. Cái này mà nó nở hai giòi nữa thôi thì coi tuyệt vời. Cái cây này nó dễ nở hai giòi lắm các bạn. Thì đây là cái vũ nữ Barbie của đỏ của Thái. Cái dòng này nó không có dài bông giòi bông dài như cái cây này đâu. Đây là cái Barbie xưa. Barbie xưa thì lá nó sẽ có đốm đen đen, các bạn thấy không? Lá nó đốm đen ha. Đó. Còn cái cây Barbie này thì lá nó không có đốm đen nha, lá nó xanh. Thì cái cây Barbie này thì giò bông nó rất là dài các bạn. Giò bông nó dài nửa mét, thậm chí một mét luôn là bình thường. Cái củ này nó càng to thì nó càng dài. Thì các bạn thấy là cây này là nó đang có hai giò bông nè, nó đang phân chi nè. Nếu bây giờ các bạn thời điểm này các bạn mua giò bông này thì nó khoảng tầm một tháng hơn nữa nó mới nở các bạn, nó lâu vậy đó. Thì cái cây Barbie này là Barbie xưa thì các bạn thấy nó sẽ khác hẳn với cây Barbie mới đúng không? Barbie mới này của Thái thì nó sẽ là ngắn, cái gì nó cũng gọn hơn, tức là nó hàng mini, nó nhỏ hơn. Còn hàng mà Barbie xưa thì giò bông dài hơn, lá dài hơn các bạn ha. Hai cây này nó đều có mùi thơm giống nhau, cũng đều thơm rất là nồng nàn quyến rũ. Ở ngoài Bắc ta hay dùng từ là Barbie Chocola để nói về cái cây này các bạn ha. Thì cái cây Barbie Chocola là vũ nữ Barbie Cherry Barbie, tên khoa học nó là tên đầy đủ của nó là Cherry Barbie, nhưng mà ở ngoài Bắc thì họ lại nghe cái mùi thơm nó giống như chocola, gọi là Barbie Chocola hay là gọi là cây chocola thôi để dễ biết. Thì các bạn mua cái cây này về, các bạn nhớ là sau khi chơi bông xong thì chúng ta sang chậu vô một cái chậu to hơn để cây nó ra một cái bụi lùm. Mình đảm bảo nha, cái Barbie này mà các bạn ra bụi lùm, các bạn trồng gấp đôi, gấp ba, gấp năm lần cái bụi này thôi, rồi các bạn thấy sẽ bông hoa của nó sẽ khủng khiếp thế nào và mùi thơm nó sẽ cực kỳ thế nào. Vì khi cây mà nó đủ tuổi á, coi bạn, các bạn coi vậy nha, chứ hai giờ bông này là bông bối đó, hai giờ bông này cũng là bông bối á. Mà bông bối thì là sao, là có nghĩa là nó chưa đạt, chưa đủ dinh dưỡng. Nếu mà nó ra lần hai, lần ba, lần bốn sau này, ra lâu dài về sau thì nó sẽ cực kỳ thơm, sẽ rất là thơm, thơm mùi thơm còn đậm đà hơn nữa các bạn. Và vũ nữ Barbie thì rất là dễ trồng, các bạn cứ trồng cho nó ẩm ẩm, giá thể nhuyễn nhuyễn, đầy đủ phân bón dinh dưỡng, gãi phân tan chậm đầy đủ là cây lên mập đẹp quá tuyệt vời luôn. Còn nếu các bạn trồng ở miệt lạnh, ví dụ như Tây Nguyên, khí hậu lạnh lạnh, thì cái củ Barbie này nó sẽ mập, có thể nói là gấp đôi cái củ này luôn các bạn. Cái cây này nó trồng ở xứ lạnh nó khủng khiếp lắm. Cái giò bông của nó mập gấp 3 lần cái giò bông này các bạn. Giờ giò bông nó dài ra bông khủng khủng khiếp luôn. Có điều là ở xứ lạnh thì nó lâu lắm. Nó ra một cái giò bông mà để nó nở ra rồi thì phải 6 tháng, nhiều khi 6 tháng nó mới nở đầy đủ hết các bạn. Đó, nên thành ra mỗi nơi nó cũng đều có một cái hay, một cái dở. Nhưng cây này trồng xứ nóng bông cũng rất là nhiều, trồng xứ lạnh bông chậm hơn, nhưng mà củ và giò bông sẽ rất rất là dài các bạn. Thì Mai Quy đứng đây giới thiệu hai cây Barbie mà bán bao đời nay, bao năm nay vẫn rất là thích bán cái cây này. Mỗi lần mà khách hàng mua cái cây này mình đều thấy nó rất là trân trọng cái mùi thơm của nó và rất là vui vì đem cái giá trị của một cái cây quý đến cho khách hàng. Thì đây là một cặp sản phẩm tuyệt vời. Chúc mừng các bạn từ lâu nay đã sở hữu hai cái cây Barbie này để thưởng thức chơi trong nhà. Nếu các bạn chưa có thì tranh thủ đợt này để các bạn mua ngay, vì đợt này có thể cây có giò bông nhiều, vì cái mùa này nó đang ra bông rất là nhiều các bạn. Để chúng ta có giò bông chúng ta chơi luôn. Và Mã Quy nói là một cái giò bông này về thì khoảng một tháng mấy sau nó mới nở. Còn nếu bông này về có bông rồi thì về nó héo, nhưng nếu có giò bông thì nó sẽ tuyệt vời, nó sẽ nở tại nhà chúng ta. Và sau này nó nở tại nhà chúng ta sau này nữa thì nó còn tuyệt vời hơn nữa các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem Mai Quy quay và giới thiệu về cây Barbie Chocola tuyệt đẹp. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.